Là gì nhỉ? Minh. Anh Minh quay ông Hân với anh Minh là đưa lên mạng luôn. Cái máy của cháu cho đăng ký trên YouTube mạng video mạnh nhất toàn cầu ấy. Quay đây cái đưa lên mạng ngay mà bằng máy này luôn. Đấy. Ồ. Hiện đại lắm. Đấy, giờ nó hiện đại lắm, không phải như ngày xưa đâu. Quay nó lên mạng ngay, cần mấy phút thôi. Đây tôi quay cho đưa lên ngay giờ này. Mà xem đến video này bảo là ông Hân ngày 16/4/2012 lên cửa khẩu Tân Thanh chơi. Anh lên mạng thôi, và anh bảo máy vi tính mà xem. Lên ngay mà.